Chào tất cả các em. Hôm nay thầy lại làm video hướng dẫn chúng ta khử dạng vô định trừ vô cùng trừ vô cùng trong cái chủ đề giới hạn hàm số. Thứ nhất là phương pháp để khử cái dạng này thì chúng ta nhân hoặc chia với biểu thức liên hợp. Nếu trong biểu thức lấy giới hạn là có căn hoặc là quy đồng để đưa về cùng một phân thức. Nếu cái biểu thức lấy giới hạn là có nhiều phân thức. Vậy khi ta nhân chia liên hợp hoặc là khi quy đồng các cái phân thức thì chúng ta đưa dạng vô định vô cùng trừ vô cùng về dạng là vô cùng trên vô cùng. Và phương pháp từ dạng vô định vô cùng trên vô cùng thì ở video trước thầy đã hướng dẫn chúng ta cái dạng toán này. Để chúng ta hiểu hơn về cái dạng toán này, thầy đi vào xét một số cái ví dụ. Ví dụ thứ nhất là tính giới hạn của hàm số căn của 4x bình cộng x cộng 1 trừ đi 2x khi x dần về dương vô cùng. Vậy là ta lưu ý khi x dần về dương vô cùng thì 4x bình cộng x cộng 1 cũng dần về dương vô cùng, và dần đến căn của 4x bình cộng x cộng 1 này dần về dương vô cùng. Và khi x dần về dương vô cùng thì 2x cũng dần về dương vô cùng. Vậy nhìn vào biểu thức của hàm lấy giới hạn này thì chúng ta để ý là khi x dần về dương vô cùng thì có dạng là vô cùng trừ vô cùng. Và bài toán giới hạn này người ta gọi nó là dạng toán vô định vô cùng trừ vô cùng. Và trong biểu thức này thì có chứa căn thức. Vậy phương pháp của nó là chúng ta nhân và chia biểu thức liên hợp của căn 4x bình cộng x cộng 1 trừ 2x để đưa về dạng phân thức. Và dạng phân thức đó lại có dạng là vô cùng trên vô cùng. Thì chúng ta quay về phương pháp đã học ở cái video trước, ở dạng 3. Cụ thể, thầy hướng dẫn như sau. Vậy là ta xác định được cái biểu thức liên hợp của căn 4x bình cộng x cộng 1 trừ 2x là 4x bình cộng x cộng 1 cộng 2x. Vậy là từ đấy, từ bài toán đã cho ta nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp của căn 4x bình cộng x cộng 1 trừ 2x. Sau khi nhân và chia biểu thức liên hợp thì ở tử ta có căn của 4x bình cộng x cộng 1 trừ 2x nhân với căn của 4x bình cộng x cộng 1 rồi cộng 2x. Thì nó có dạng là A bình trừ B bình là 4x bình cộng x cộng 1 trừ đi 2 tất cả bình là bằng x cộng 1. Còn mẫu số thì chính là biểu thức liên hợp của tử, đó là căn của 4x bình cộng x cộng 1 cộng 2. Bây giờ ta kiểm tra lại. Ta chuyển A về giới hạn của một phân thức. Khi x dần về dương vô cùng thì x cộng 1 này là dần về dương vô cùng. Và căn của 4x bình cộng x cộng 1 cũng dần về dương vô cùng, 2x cũng dần về dương vô cùng. Vậy là ta có tử là dần về dương vô cùng, mẫu là dần về dương vô cùng cộng dương vô cùng cũng là dương vô cùng. Vậy ta đưa bài toán của ví dụ 1 về dạng là vô cùng trên vô cùng. Thì ở dạng 3 chúng ta đã biết cách xử lý bài toán này, đó là chia cả tử cả mẫu cho x với lũy thừa cao nhất. Thì ở tử là lũy thừa là x mũ 1. Ở mẫu lũy thừa cao nhất là x mũ 1 với x bình phương nằm trong căn. Vậy thầy xử lý cái bài toán này nhất tiếp theo như sau. Vậy ở tử ta đặt x chung thì còn 1 cộng với 1 trên x. Cái này ta hoàn toàn làm được. Với x dần là dương vô cùng thì x này khác không. Ở mẫu thì biểu căn này ta đưa x ra khỏi căn, đưa x bình ra khỏi căn thì được trị tuyệt đối của x. Vậy trong này còn lại 4 cộng với 1 trên x cộng với 1 x bình. Và đây thì 2x thầy đang để đây. Ta để ý khi x dần về dương vô cùng thì trị tuyệt đối của x nó bằng chính nó, tức là bằng x. Vậy ta đặt x làm nhân tử chung ở mẫu và ở tử có x chung. Vậy ta giảm được cả tử cả mẫu cho x. Câu này ta hay nói là chia cả tử cả mẫu cho x về số mũ cao nhất, tức là chia cả tử cả mẫu cho x mũ 1. Sau khi chia cả tử cả mẫu cho x thì tử còn lại là 1 cộng 1 trên x.
mẫu là con căn của 4 cộng 1 trên x cộng 1 trên bình rồi cộng 2. Ta lại tiếp tục kiểm tra. Khi sơ dần về dương vô cùng thì theo tính chất cơ bản là 1 trên x, 1 trên x, 1 trên x sơ bình dần về 0. Về kết quả bài toán là từ dần về 1, mẫu dần về căn 4 cộng 2 tức là bằng 2 cộng 2 bằng 4. Phải đáp số bài toán là 1/4. Thì cũng như các cái video trước, mỗi cái bài toán cơ bản đầu tiên, những cái bài toán cơ bản này thì thầy giới thiệu phương pháp tự luận để chúng ta nắm cái phương pháp làm toán, tức là nắm cái phương pháp khử cái dạng vô định của loại toán này. Tất nhiên chúng ta có thể là dùng máy tính cầm tay để bấm lấy kết quả là bằng 1/4. Nhưng mà thầy khuyên là chúng ta nghiên cứu phương pháp trước để chúng ta nắm cái kiến thức cơ bản, phân loại các cái dạng toán, sau đó chúng ta mới dùng máy tính để hỗ trợ. Thì thầy có thể hướng dẫn chúng ta bấm máy tính một lần nữa về dạng toán này. Bước thứ nhất là ta nhập cái biểu thức cần lấy giới hạn là căn của 4x bình cộng với cộng 1 trừ 2x trừ cộng 1 và trừ 2x. Bước thứ hai là ta bấm lệnh gán là CALC. Bước thứ ba là ta chọn XR. Thì ở đây XR dần về dương vô cùng là một số rất lớn. Thì số rất lớn này chúng ta có thể là lấy nhiều số 9, ví dụ như là 1, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, hoặc là lấy lũy thừa của 10, 10 mũ 9, 10 mũ 10, 10 mũ 11, 10 mũ 12, vân vân. Thì ở đây là thầy lấy cái số mặc định của cái bài toán trước, thầy đã bấm là 1 nhân với 10 mũ 11 là một số rất lớn. Chúng ta xem kết quả là bằng 249 trên 1000. 249 trên 1000 là gần bằng 250, trên 1000 là gần bằng 1/4. Và ta đổi chiều 4 đáp án thì ta chọn đáp án là B. Thì đây là một cái phương pháp mà sử dụng máy tính trong quá trình làm thi toán đặc nghĩa. Bây giờ ta sang cái ví dụ thứ hai. Là tính giới hạn của hàm số x trừ đi căn của x bình cộng x cộng 1 khi x dần về trừ vô cùng. Thế là cái ví dụ này để lưu ý với các em nhận rằng bài toán ở bài toán trên là x dần về dương vô cùng, còn ở bài toán này là x dần về trừ vô cùng. Nhìn qua thì hình dạng bài toán giống nhau, cách thức ta nhìn là x dần về vô cùng, đây vô cùng thì có vẻ là như vô cùng trừ vô cùng, nhưng mà ta soi cho kỹ thì chưa hẳn là như vậy. Cụ thể khi x dần về trừ vô cùng thì cái x này nó là mang dấu là trừ vô cùng, x dần về trừ vô cùng. Khi x dần về trừ vô cùng thì x bình cộng x bình là dần về dương vô cùng, dần đến là x bình cộng x cộng 1 này là dần về dương vô cùng. Và trước này có dấu trừ nữa. Vậy là bài toán này nó có rằng là khi x dần về trừ vô cùng thì nó có rằng là trừ vô cùng trừ vô cùng, trừ vô cùng trừ vô cùng, chứ không phải là vô cùng trừ vô cùng. Vậy là cái ấy chúng ta hiểu nhầm với dạng toán. Rồi là nhân liên hợp rồi vân vân, là dẫn đến là chúng ta đi sai định hướng. Vậy ở đây nó không có rằng là vô cùng trừ vô cùng, mà ở đây là trừ vô cùng trừ vô cùng. Ta lưu ý là như thế. Vậy thì để khử dạng toán này thì ta làm như thế nào? Thì về mặt trực quan ấy, ta đã thấy trừ vô cùng là rất bé, trừ thêm trừ vô cùng nữa thì nó rất bé. Vậy là rất bé mà trừ rất cộng với một số rất bé, tức là hai lần trừ vô cùng, thì chắc chắn kết quả là trừ vô cùng. Vậy là về mặt giải quan ở đó là trừ vô cùng. Nhưng mà ta phải hiểu là cách nào để làm cho nó ra cái kết quả là trừ vô cùng. Thì thầy hướng dẫn các bạn như sau. Ở căn thứ nhất, thầy đưa x bình ra khỏi căn là thành trị tuyệt đối của
xơ, tức là trong này thầy đặt xơ bình chung thì chỗ này còn là 1 cộng 1 trên x cộng 1 x bình, và xơ bình đưa ra khỏi căn thì chính là trị tọa độ của xơ. Bước thứ hai, ta chú ý khi xơ dần về trừ vô cùng thì trị tọa độ của xơ sẽ là bằng trừ x, trừ với trừ nó thành cộng x. Vậy đây có x chung thì ta đặt là xơ chung. Người ta hiểu đặt x chung thì đây dấu cộng, bởi vì trị tọa độ mở ra là bằng trừ, trừ trừ là thành cộng. Đến đây ta chú ý khi xơ dần về trừ vô cùng thì 1 trên x, 1 trên x bình dần về 0, và căn này còn lại 1, cộng thêm 1 nữa là 2. Vậy là khi xơ dần về trừ vô cùng thì cả cái ngoặc này nó dần về 2. X xơ dần đạt trừ vô cùng thì đây là trừ vô cùng, về trừ vô cùng mà nhân với 2 thì vẫn là trừ vô cùng, nhân khác kiểu. Vậy ở vì ở cái dạng toán trước thì thầy đã nhắc nhở là nhân cùng dấu thì ra cộng, mà nhân chia khác dấu thì trừ. Vậy là sau hai ví dụ này thì chúng ta hết sức quan tâm về toán khi xơ dần ra cộng hay là trừ vô cùng. Không cẩn thận là chúng ta nhận định nhầm dạng toán dẫn đến là phương pháp giải nó sẽ sai. Lưu ý bài toán này thì chúng ta nhìn vào trực quan chúng ta cũng thể đoán được kết quả. Thứ hai là nếu ta tinh vi ở chỗ lấy sơ nhận định được cái sơ nhân ra cộng hay là trừ vô cùng, tức là quan tâm vậy. Thứ hai chúng ta có thể bấm máy tính, thầy không hướng dẫn bấm máy tính ở ví dụ này nữa. Bây giờ ta sẽ đặt cái ví dụ thứ ba, tìm giới hạn của hàm số căn bậc 3 của x sơ mũ 3 cộng x sơ bình cộng 1 cộng với căn bậc 2 của x sơ bình cộng x cộng 1 khi x sơ dần về trừ vô cùng. X sơ dần về trừ vô cùng. Bây giờ ta nghiên cứu để nhận định dạng toán, xem thử có phải là vô cùng trừ vô cùng hay không, hay là vô cùng cộng vô cùng, hay là trừ vô cùng trừ vô cùng, để ta định hướng được cách giải. Thì ta lưu ý khi x dần về trừ vô cùng thì x mũ 3 cũng dần về trừ vô cùng. Vậy là ta cứ quan tâm vào cái số mũ to nhất của cái biểu thức, cái x mũ giá dần về trừ vô cùng thì cả cái biểu thức này dần về trừ vô cùng, và căn bậc 3 của một trừ vô cùng thì vẫn là trừ vô cùng. Vậy là biểu thức thứ nhất là dần về trừ vô cùng. Còn căn thứ hai là ở đây là x sơ bình, và x sơ dần đạt trừ vô cùng thì bình phương lên sẽ là dương vô cùng, dương vô cùng. Vậy là căn thứ hai thì khi sơ dần đạt trừ vô cùng thì nó là dương vô cùng. Vậy bài toán này nó có dạng là vô cùng trừ vô cùng. Các em lưu ý để nhìn toàn bộ bài toán ở chỗ toàn là dấu cộng, dấu cộng, và x sơ dần là trừ vô cùng, mà chúng ta không cẩn thận là sẽ nghĩ ra là hoặc là vô cùng cộng vô cùng cả, hoặc là trừ vô cùng trừ vô cùng, thì rất là nguy hiểm. Vậy ở căn bậc 2 thì nó dần là dương vô cùng, còn ở căn bậc 3 thì nó dần là âm vô cùng. Vậy nó có rằng là vô cùng trừ vô cùng. Vậy là nhận định được dạng toán là vô cùng trừ vô cùng rồi thì chúng ta bắt đầu đi vào giải toán. Thì theo hướng dẫn phương pháp ở đây thì chúng ta gặp có căn thì nhân liên hợp, nhân chia biểu thức liên hợp. Nhưng ta lưu ý về bài toán này thì cũng là một cái vấn đề, bởi vì ở đây chứa cả căn bậc 2 lẫn cả căn bậc 3, và chúng ta không cùng một lúc là liên hợp bậc 2 hoặc là liên hợp bậc 3 để làm mất cả hai căn. Vậy ta nghĩ đến một cái phương án khác làm răng đỏ mà chúng ta vẫn giải quyết được bài toán. Thì ta nhớ lại cái vị hai căn không đồng bậc ở cái phương pháp thứ hai trong bài toán khử dạng 0 trên 0. Và khi gặp bài toán không đồng bậc thì chúng ta thường phải chen vào một cái hàng số hoặc là một biểu thức. Đây, người ta gọi là chen vào cái hàng số vắng, tạm gọi từ hàng số vắng. Ở đó có thể là biểu thức. Bây giờ thầy đi vào hướng dẫn cụ thể ông chỉ cái bài tập này. Vậy là thầy chen vào giữa hai cái căn bậc 2 và bậc 3 này là một cái giá trị x. Vậy là thầy bớt x
rồi lại cộng thêm x thì nó ra hai cái biểu thức này. Bây giờ ta xét cái biểu thức thứ nhất là căn bậc 3 của x sơ mũ 3 cộng x sơ bình cộng 1 và trừ x, rồi cho x sơ dần ra trừ vô cùng. Thì nó khi x dần ra trừ vô cùng thứ hai ta nhận xét lại căn thứ nhất nó sẽ dần về trừ vô cùng, và căn thứ hai ở cái biểu thức thứ hai là trừ x này nó lại dần ra dương vô cùng, vậy nó có dạng là vô cùng trừ vô cùng. Và để khử được cái dạng vô cùng trừ vô cùng này có căn bậc 3 thì cách làm hoàn toàn tương tự như ở dạng 2 mà thầy đã giới thiệu ở video trước, là chúng ta nhân chia biểu thức liên hợp của căn bậc 3. Và biểu thức liên hợp của cái biểu thức liên hợp của căn bậc 3 của căn bậc 3 x mũ 3 cộng x bình cộng 1 x này thì đây là căn bậc 3 của x mũ 3 cộng x bình cộng 1 tất cả bình, rồi cộng với là x nhân với căn bậc 3 của x mũ 3 cộng x bình cộng 1 là cộng với x bình. Và sau khi nhân chia liên hợp thì tử sẽ có dạng là a mũ 3 trừ b mũ 3 là bằng x mũ 3 cộng x bình cộng 1 trừ đi x mũ 3 là còn lại x bình cộng 1. Mẫu là cái biểu thức liên hợp của tử. Đây. Vậy sau khi liên hợp xong thì chúng ta xuất hiện dạng là vô cùng trên vô cùng. Vô cùng trên vô cùng thì chúng ta lại chia tử và mẫu cho x sơ với lũy thừa cao nhất. Thì ở đây ta lưu ý đây là căn bậc 3 của x mũ 3, cho nên bậc của mẫu trong căn này là x bình phương này là x bình. Đây là x nhân với x này là x bình, đây là x bình, vậy là bậc của mẫu cao nhất là 2, bậc của tử là 2. Vậy ta chia cả tử cả mẫu cho x bình phương. Thứ hai là vì căn bậc 3 thì chúng ta không cần quan tâm đến việc xét dấu, bởi vì đưa x vào trong hoặc ra khỏi căn bậc 3 thì không liên quan đến thì tuyệt đối. Vậy chia cả tử cả mẫu x bình thì kết quả bài toán này là 1/3. Vì tử là dần về 1, đây là 1 trên x bình là dần về 0 này, đây là 1, đây là 1 này, và chia cho x bình là 1. À, chỗ này thầy hướng dẫn nhanh là vì ta đã gặp ở cái dạng toán trước, dạng toán vô cùng trên vô cùng rồi. Thậm chí các em có thể bấm máy tính để lấy kết quả của bài toán này. Bước sang xét cái biểu thức thứ hai là x căn của x bình cộng x cộng 1 rồi cộng x. Thì ta để căn của x bình cộng x cộng 1 rồi cộng x khi x dần ra trừ vô cùng thì căn của x bình cộng x cộng 1 này là dần ra dương vô cùng, còn x này dần ra trừ vô cùng, vậy là nó vẫn có dạng là vô cùng trừ vô cùng. À, mặc dù đây là dấu cộng mà ta để ý là x dần ra trừ vô cùng. Thì như ví dụ 1 vô cùng trừ vô cùng thì chúng ta là nhân liên hợp đối với căn bậc 2, cái biểu thức liên hợp của căn x bình cộng x cộng 1 rồi cộng x là căn x bình cộng x cộng 1 rồi trừ x. Thì sau khi nhân cả tử cả mẫu với biểu thức liên hợp thì tử là còn lại x cộng 1, mẫu là căn x bình cộng x cộng 1 trừ x. Và bậc cao nhất của tử là 1, bậc cao nhất của mẫu cũng là 1, x bình nằm trong căn. Vậy ta làm hoàn toàn tương tự là chia cả tử cả mẫu cho x sơ với lũy thừa là 1. Thì lưu ý khi x dần ra trừ vô cùng thì khi ta đưa x bình ở trong này ra thì có trị tuyệt đối của x, và trị tuyệt đối của x mà khi x dần ra trừ vô cùng là bằng trừ x, về chỗ này là xuất hiện dấu trừ, còn đây này chia cho x thì mất x thì còn là 1 cộng 1 trên x. Và khi x dần ra trừ vô cùng thì tử là dần về 1 vì do 1 trên x này dần về 0, còn mẫu thì dần về căn trừ căn 1 về trừ 1 là thành trừ 2, kết quả bài toán là trừ 1/2. Thì cả hai cái giới hạn m và n này thì làm một cách hoàn toàn tương tự như ví dụ 1, tức là chúng ta có thể là bấm máy tính. Và theo tính chất cơ bản ta đã học thì giới hạn của một tổng thì bằng tổng các giới hạn nếu hai cái giới hạn này tồn tại. Nếu hai cái giới hạn này có tồn tại, giới hạn thứ nhất là bằng 1/3, giới hạn thứ hai là bằng trừ 1/2 về thỏa mãn định lý. Về giới hạn của một tổng thì bằng tổng các giới hạn, về cái b đó chính là bằng m cộng n, là bằng 1/3 mà cộng với trừ 1/2 là bằng trừ 1/6. Kết quả là như thế. Vậy thầy lưu ý với bài toán này thì chúng ta không bấm máy tính trực tiếp,
như thế này được, bởi vì có cả căn bậc 2 và căn bậc 3 thì kết quả là không chính xác. Và chúng ta có thể sử dụng máy tính trong các cái bước nhỏ, tức là những cái bước cơ bản, ví dụ tìm giới hạn của M, tìm giới hạn của N. Thì chúng ta về là mèo ở đây là thầy hướng dẫn các em đó là cách chen vào giữa hai cái căn bậc 2 và căn bậc 3 một cái biểu thức. Đấy, cái biểu thức cụ thể đây là chen vào là x, về tài đang là chen vào là x ở đây, thì ta lưu ý ở đây là căn bậc 3 của 1 nhân x mũ 3, đây là căn bậc 2 của 1 nhân x bình. Về ta có những cái phần sau này á, khi chơi chân về dương vô cùng thì ta không quan tâm đến cái đuôi sau này, thì chỗ này là căn bậc 3 của x mũ 3 là x, còn căn bậc 3 của x bình, căn bậc 2 của x bình là x. Giả sử chỗ này là 8x mũ 3, chỗ này là 4x bình, về 8x mũ 3 mà lấy căn á là được 2x, 4x bình mà lấy căn bậc, xin lỗi, 8x mũ 3 mà lấy căn bậc 3 thì được 2x, mà 4x sớm bình mà lấy căn bậc 2 thì được 2x. Thì khi đó chỗ này ta có thể chen x mà ta lấy chen 2x. Vậy cái biểu thức cần chen ở đây là căn bậc 3 của ax mũ 3 này, hay là căn bậc 2 của bx bình này. Và sau khi lấy hai căn xong thì cái kết quả đó là với bài toán này là x, với ví dụ này thầy nói là ví dụ đây là 8, đây là 4, thì chỗ này phải là 2 các em lưu ý. Bây giờ ta xét cái ví dụ thứ tư. Ta để khi x dần về dương vô cùng, x dần về dương vô cùng thì căn thứ nhất là dần về dương vô cùng, căn thứ hai cũng dần về dương vô cùng. Vậy ta xem thử, và một bên là căn bậc 2, bên là căn bậc 3, em thấy cách xử lý của bài toán này như thế nào. Thì thầy hướng dẫn các ông chỉ sau. Đây là căn thứ nhất, thầy đưa x sơ bình ra khỏi căn bậc 2 được trị tuyệt đối của x. Ở căn thứ hai thì thầy đưa x sơ mũ 3 ra khỏi căn bậc 3 thì được là x, vì đưa vào đưa căn bậc đưa x sơ mũ 3 ra khỏi căn bậc 3 thì ta không cần trị tuyệt đối. Chú ý khi chơi vần về dương vô cùng thì trị tuyệt đối của x là bằng x, và đây là x, vậy là có x sơ chung, có x sơ chung. Bây giờ ta đánh giá lại, khi chơi dần ra dương vô cùng thì căn thứ nhất là dần về 1, còn 1 trên x, 1 x bình dần về 0. Căn bậc 3 của 2 cộng 1 trên x bình trừ 1 x mũ 3 là dần về căn bậc 3 của 2, vì 1 x bình và 1 trên x mũ 3 này là dần về 0 khi chơi dần ra dương vô cùng. Và ta để ý do cái hệ số của x bình trong căn bậc 2 và hệ số của x mũ 3 trong căn bậc 3 là không giống, sau khi khai căn nó không đưa về một kết quả, không đưa về một kết quả. Do đó khi ta đặt x ra chung rồi á, thì cái hiệu này nó sẽ là một cái hằng số khác không, một cái hằng số khác không, dẫn đến khi x dần ra dương vô cùng thì trong cái ngoặc này nó dần về 1 trừ đi căn bậc 3 của 2 là một số khác không. Còn khi chơi dần ra dương vô cùng thì chơi này cũng dần ra dương vô cùng mà nhân với một số khác không thì chắc chắn là vô cùng. Bây giờ ta đi xét dấu. Khi chơi dần ra dương vô cùng thì căn bậc 2 này dần về 1, căn bậc 3 này dần về là căn bậc 3 của 2. Với 1 trừ đi căn bậc 3 của 2 là nhỏ thôi không. Với nhân với dương vô cùng nữa thì nó ra là âm vô cùng. Vậy ta quay lại cái ví dụ thứ ba, cùng là căn bậc 3 cộng với căn bậc 2 vẫn có dạng là vô cùng trừ vô cùng, nhưng các em để ý ở đây là hệ số của x mũ 3 và hệ số của x mũ 2 trong hệ số x mũ 3 trong căn bậc 3 và hệ số x mũ 2 trong căn bậc 2 cùng là 1. Hoặc là cái này thầy có thể thêm một cái ví dụ là hệ số của căn bậc 3 ở đây là x mũ 3 đây là 8
và hệ số của x bình ở trong căn bậc 2 này là 4 chẳng hạn. Thì sau khi ta khai hai cái căn bậc 3 của 8x mũ 3 với căn bậc 2 của 4x bình ra thì cũng là giống nhau, là đều bằng 2x. Thì khi trừ đi thì nó sẽ triệt tiêu. Vậy là nó có dạng triệt tiêu, có nghĩa là nó bằng 0, mà 0 nhân với vô cùng thì nó chưa có, chưa phải là dạng xác định. Thì chúng ta là phải chèn x vào và làm như hướng dẫn của ví dụ 3 này. Còn ở ví dụ 4 thì ta lưu ý là chỗ này là 1, là căn bậc 3 của không đồng nhất được hệ số ở đây, thì chúng ta không cần phải chèn mà chúng ta lại đưa x ra và làm giống ví dụ 2. Vậy là cái dạng vô cùng trừ vô cùng này nó rắc rối hơn là vô cùng trên vô cùng. Lưu ý là cái hệ số ở đây. Nếu đây 1 và 1 thì phương án này thất bại. Nếu đây là 4 mà đây là 8 chẳng hạn, thì sau khi lấy căn xong ta được 2 trừ 2 bằng 0, và phương án này cũng thất bại. Nhưng đây 1 thì đây 2, thì đây 1, đây 3, thì đây 1, đây 4, thì chúng ta là bài toán này là thành công. Thầy lưu ý là như thế. Bây giờ thầy xét cái ví dụ thứ 5. Về ví dụ này thì là chúng ta không thể sử dụng máy tính như thầy đã hướng dẫn ở trên được, bởi vì trong bài toán này có tham số giới hạn của căn của x sub bình cộng với a nhân x cộng 5 rồi cộng x cho kết quả là bằng 5. Tìm cái tham số a khi x dần ra trừ vô cùng. Ta để khi x dần ra trừ vô cùng thì x sub bình này dần ra dương vô cùng, với cả căn này là dần ra dương vô cùng. Khi sơ dân về trừ vô cùng thì đây là trừ vô cùng. Với bài toán này có dạng là vô cùng, trừ vô cùng. Thì ta cứ coi số 5 này là như cái chữ A ở trong ví dụ 1 hay ví dụ 3 vậy. Sau đó ta tính cái giới hạn này xong và cho cái kết quả đó bằng 5, chúng ta sẽ tìm được A. Và phương pháp ở đây là có căn thì chúng ta nhân hợp. Với biểu thức liên hợp của căn x sơ bình cộng a x cộng 5 rồi cộng x chính là căn của x sơ bình cộng a x cộng 5 rồi trừ x. Và sau khi nhân liên hợp thì ta có là a bình trừ b bình, ta còn lại a x cộng 5. Còn biểu thức liên hợp của tử là hỗ số. Tiếp theo, khi x dần ra vô cùng thì tử sẽ dần ra vô cùng, mẫu cũng dần ra vô cùng. Vì x dần ra trừ vô cùng là tự dần ra vô cùng, còn x dần ra trừ vô cùng thì chỗ này là dần ra dương vô cùng, và trừ x cũng dần ra dương vô cùng, vậy là có dạng vô cùng trên vô cùng. Thì cách làm quen thuộc là chúng ta chia cả tử cả mẫu cho x, cái số mũ là cao nhất. Thì ở tử thì đặt x chung, ở mẫu thì ta đưa x ra khỏi căn, x bình ra khỏi căn theo trị tuyệt của x, và x dần ra trừ vô cùng thì mở ra là có trừ x. Vậy là trên tử có x, mẫu có x, ta giãn được cho x. Thì sau khi giãn được thì lưu ý là trước căn bậc 2 này là có dấu trừ, vì trị tuyệt đối của x là bằng trừ x. Còn đây chia cho x thì còn trừ 1. Và khi x dần ra trừ vô cùng thì 5 trên x, a trên x, 5 trên x sub bình đều dần về 0. Dần về 0. Vậy kết quả của bài toán ở đây là còn lại là a trên trừ 2. Và theo giả thiết thì a trên trừ 2 là bằng 5, dần đến a bằng trừ 10. Ta lưu ý. Vậy là ta nắm chắc phương pháp khử dạng vô định vô cùng trừ vô cùng, thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn trong cái bài toán mà họ đưa tham số vào hoặc là họ đưa hàm ẩn vào. Ví dụ thứ 6, cho hai số thực A và B thỏa mãn là giới hạn của 4 x sơ bình trừ 3 x cộng 1 trên 2 cộng 1 trừ đi A x sơ trừ B, cho giới hạn này là bằng 0. Khi x dần về dương vô cùng thì họ hỏi là a cộng 2b bằng bao nhiêu. Vì câu hỏi sau này thì có thể thay đổi được, nhưng người ta chủ yếu là quan tâm đến cái dạng toán. Thì ta để ý là khi x dần về dương vô cùng, khi x dần về dương vô cùng thì 4x sơ bình trừ 3 cộng 1 trên 2x cộng 4 này là dần về dương vô cùng, với bậc của tử cao hơn bậc của mẫu. Còn khi x dần về dương vô cùng thì a x này sẽ dần về vô cùng,
dẫn về cuối cùng. Còn âm hay dương thì chúng ta đang còn phụ thuộc vào hóa. Nói tóm lại là đây là một cái biểu thức mà đang còn là vô cùng và vô cùng. Vô cùng. Thì như lưu ý trong phương án của thầy đằng trên đó là nếu biểu thức không chứa căn mà có nhiều phân thức thì chúng ta quy đồng. Quy đồng một. Quy đồng cả các phân thức này để đưa về một phân thức. Phân thức. Sau đó ta sẽ lý luận để đưa về dạng là vô cùng trên vô cùng. Ở đây không phải là tìm giới hạn mà ở đây là tìm A cộng 2B vì giới hạn nó đã cho. Loại toán này thì chúng ta thứ nhất là không sử dụng được máy tính, thứ hai là nhìn vào thấy hai tham số là chúng ta thấy rắc rối, khó khăn thì ta gỡ từ từ như thế nào. Cái bước thứ nhất đó là ta nắm cái phương pháp là ta quy đồng cả cái nhiều cái phân thức này để thành một cái phân thức. Thứ nhất là thầy quy đồng 4 lịch sử binh trừ 3 cộng 1 rồi là trừ đi 2 cộng 1 nhân với 2 cộng B và nhân chia xong thì thầy ghép lại là có dạng là 4 trừ 2A nhân lịch sử binh, nhân lên là có 2A lịch sử binh thì vô trừ 2A binh và đặt lịch sử binh chung là 4 trừ 2A lịch sử binh, nhân lên là thì có là 2 trừ 2BX là cộng trừ a x trừ 3 x vậy đặt cho trừ chung thì a cộng 2 b cộng 3 nhân x nhân lên thì có là 1 trừ b là trừ b và để có 1 là hằng số tự do hay là có 1 trừ b hằng số chung 2 cộng 1 vậy phát nhân này có thể là nó cơ bản chúng ta làm được. Bây giờ ta quay về cái bài toán dạng là vô cùng trên vô cùng. Thì ta lưu ý là bậc của tử là bậc 2, bậc của mẫu là bậc 1, vậy là m lớn hơn n. Vậy khi sơ dân đã dùng vô cùng mà m lớn hơn n và cái hệ số cả hai cái hệ số này mà cùng khác không nữa thì kết quả của bài toán này sẽ là vô cùng. Còn dương hay âm thì phụ thuộc vào 4 trừ 2a này là âm hay dương, còn 2 này là luôn dương. Nhưng mà bài toán này họ đã cho kết quả là bằng 0, bằng 0. Thì giới hạn này là bằng 0, chứ không phải là dương vô cùng. Vậy thì hệ số kết quả này là bằng không hoặc là một số khác không thì cái bậc của tử phải luôn luôn là bé thuộc bằng bậc của mẫu, bé thuộc bằng bậc của mẫu. Ta lưu ý thế. Bởi vì nếu bậc của tử mà lớn hơn bậc của mẫu, tức là m lớn n thì ở cái video trước đấy là nhắc là m mà lớn n thì cái kết quả của giới hạn này nó sẽ là cộng hoặc trừ vô cùng, không thể là bằng không được. Vậy từ cái lý do đó thì ta lưu ý là kết quả bài toán này muốn là bằng 0 tức là bằng một hằng số đấy. Thì số bậc của cái bậc của tử nó phải bé thuộc bằng bậc của mẫu, vậy dẫn đến là 4 trừ 2a này là phải bằng 0. 4 trừ 2a phải bằng 0. Và sau khi 4 trừ 2a bằng 0 thì tử còn lại là trừ a cộng 2b cộng 3 tất cả nhân x cộng 1 trừ b trên 2 cộng 1. Vậy khi đó bậc của tử và bậc của mẫu đều bằng nhau và bằng 1. Và sau khi ta chia cả từ cả mẫu cho x, ta chia cả từ cả mẫu cho x thì kết quả bài toán đến nay sẽ là trừ a cộng 2b cộng 3 trên 2. Và giả thiết cho là kết quả bài toán này là bằng 0, vậy là trừ a trừ đi a cộng 2b cộng 3 trên 2 phải bằng 0 thì suy ra là a cộng 2b cộng 3 bằng 0. Và giải cái hệ phương trình bậc nhất hai lần này thì ta tìm được a và b là a bằng 2 và b bằng trừ 5 phần 2. Vậy a cộng 2b sẽ là bằng trừ 3. Vậy là sau khi thầy giới thiệu năm cái ví, bốn cái ví dụ cơ bản được để chúng ta hình dung cái phương cái dạng toán là vô cùng trừ vô cùng. Và hai cái ví dụ sau là nhằm mục đích là nhắc các em là trước khi học toán thì chúng ta phải nắm cái phương pháp cơ bản được, chứ khoan vội vàng dùng máy tính thì những cái bài toán nó khó hơn, những cái bài toán có tham số thì chúng ta không xử lý được. Ví dụ như là bài tập số, ví dụ thứ 5 và ví dụ thứ 6. Thứ hai là mình nắm chắc cái dạng toán thì mình mới lý luận được trong quá trình làm toán tham số. Tại đang 4 trừ 2a phải bằng 0. Bởi vì 4 trừ 2a mà khác 0 thì kết quả của bài toán này là dương hoặc âm vô cùng, chứ không phải là 0. Vậy khi 4 trừ 2a bằng 0 rồi
thì kết quả của bài toán này là gì? Thì chúng ta biết là khi đó bậc của từ là bằng bậc của mẫu, cao nhất của từ với mẫu là bằng 1. Vậy là kết quả bài toán là hệ số bậc cao nhất của từ chia hệ số cao nhất của bậc của mẫu cũng phải bằng 0. Vậy là ta tạo ra một cái hệ này. Và từ đó ta tìm được AB và tìm được cái kết quả của bài toán. Vậy là sau 4 video là thầy phân loại khử dạng vô định trong toán giới hạn hàm số. Còn dạng mà xác định thì chúng ta trong quá trình học lý thuyết và làm bài tập của thầy giáo khoa thì cơ bản là chúng ta nắm được, thầy không làm video vì cũng mất thời gian. Thầy chỉ làm video hướng dẫn chúng ta cách phân loại và hướng dẫn cách cơ bản nhất để khử được cái dạng vô định. Thì các em lưu ý, một là phải xác định được bài toán đó là có phải là dạng vô định không. Nếu không phải là dạng vô định thì chúng ta thay kết quả vào và tìm ra kết quả của bài toán, có thể dùng máy tính. Nếu là dạng vô định thì chúng ta phải xác định cụ thể đó là loại nào. Thì chúng ta có là dạng 0 trên 0, dạng vô cùng trên vô cùng, dạng vô cùng trừ vô cùng, là ba dạng cơ bản. Rồi sau này chúng ta còn gọi là không nhân vô cùng, đây là một mũ vô cùng hay là không mũ vô cùng vân vân. Thì rồi chúng ta phải tiếp cận những cái sau. Thế thầy chỉ giới thiệu chúng ta ba cái dạng cơ bản theo thứ tự là từ dễ đến khó. Thì mỗi dạng thì nó có một cách khử là khác nhau. Cho nên chúng ta là phải đọc bài toán thì chúng ta phải xác định cho được đúng cái dạng vô định. Thứ hai là phải nắm cho được các cái phương pháp cơ bản để khử các cái dạng vô định đó. Thứ ba là chúng ta ra soát các cái dạng bài tập mà thầy là gửi đính kèm trong cái link của video. Đây là làm thêm. Bởi vì trong quá trình nghỉ dịch thì nó còn có thể là lâu dài, nên là chúng ta không thể trực tiếp làm việc với nhau được, thì chúng ta phải chịu khó. Thứ nhất là xem các cái ví dụ cơ bản thầy giới thiệu. Thứ hai là làm thêm bài tập. Chỗ nào không hiểu thì chúng ta có thể là nhắn tin hoặc là bót bài lên các cái nhóm của lớp để chúng ta trao đổi. Video tiếp theo thì thầy sẽ hướng dẫn cái dạng cuối cùng của phần toán giới hạn này, đó là giới hạn một bên. Bây giờ xin chào các em.